Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực thi EVFTA. Người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh. Đề xuất của các chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quốc gia. Đảm bảo an ninh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu sẵn sàng tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về và cách ly tại trung đoàn Minh Đạm. Trong phần tin thế giới, các nước đẩy mạnh phòng chống COVID-19. Thế giới tưởng niệm nạn nhân vụ nổ tại Liban. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với chủ đề triển khai kế hoạch thực thi hiệp định EVFTA. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành, đại diện 63 tỉnh thành phố và doanh nghiệp. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi hiệp định EVFTA là cam kết của Việt Nam đối với đối tác thương mại hàng đầu Liên minh châu Âu, cũng như của chính phủ đối với người dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có trách nhiệm của Việt Nam trong hiệp định EVFTA. Tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi hiệp định EVFTA, lãnh đạo Bộ Công Thương, cơ quan điều phối việc thực thi hiệp định EVFTA trình bày tổng quan về kế hoạch thực thi hiệp định EVFTA của chính phủ và những vấn đề các bộ ngành và địa phương cần lưu ý để bảo đảm thực thi hiệu quả hiệp định EVFTA. Một số bộ ngành địa phương cũng trình bày tham luận về tình hình chuẩn bị cho việc thực thi hiệp định EVFTA như các giải pháp để tận dụng hiệu quả cam kết, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng cơ sở để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, cũng như vấn đề về cạnh tranh trên thị trường nội địa với các sản phẩm của EU. Theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, dự kiến nền kinh tế thế giới sẽ suy giảm mức độ tăng trưởng khoảng 5,2% trong năm 2020. Việt Nam là một trong số ít nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được dự báo có khả năng duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế dương ở mức 2,8% trong năm nay. Việc đưa hiệp định EVFTA vào thực thi được coi là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì động lực nền kinh tế của mình trong bối cảnh suy giảm chung của kinh tế khu vực và toàn cầu. Từ giờ phút này, các bệnh viện để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện như bệnh viện Đà Nẵng, người đứng đầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là đề xuất của các chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào sáng nay, 6 tháng 8. Bộ Y tế cho biết kết quả xét nghiệm PCR sáng nay đã phát hiện thêm 26 trường hợp dương tính lần thứ nhất, trong đó có 20 trường hợp là ở Đà Nẵng và 6 ở Quảng Nam. Đến nay đã có 11 tỉnh, thành phố ghi nhận ca mắc COVID-19 đều liên quan đến Đà Nẵng và tập trung vào các trường hợp có bệnh lý nền, bệnh nặng, tuổi cao. Trong số các ca mắc tăng nhanh, trong đó nhiều ca bệnh không điều tra được nguồn lây nhiễm. Có ý kiến tại cuộc họp đã đặt ra câu hỏi liệu các trường hợp từ Đà Nẵng về các tỉnh mắc COVID-19 như Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang có phải từ một nguồn lây từ các bệnh viện hay còn nguồn lây nào khác? Đại diện Bộ Y tế cho biết, riêng về xét nghiệm đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở chủ động mua sắm trang thiết bị y tế và sinh phẩm, tự đàm phán giá để thực hiện xét nghiệm không chờ thẩm định xét nghiệm từ Bộ Y tế. Đại hội Đảng bộ Quyền Đất Đỏ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6 tháng 8. Dự đại hội có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quyền Đất Đỏ qua các thời kỳ. Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện khóa 11, kinh tế Đất Đỏ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân trên 9,2% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp giảm còn 35%, thương mại dịch vụ chiếm gần 22%, công nghiệp xây dựng tăng đến gần 44%. Ở nhiệm kỳ 2015-2020, cả 12 chỉ tiêu liên quan đến an sinh, văn hóa, xã hội đều được Đảng bộ, chính quyền, Quyền Đất Đỏ nỗ lực hoàn thành và vượt mức nghị quyết đặt ra. Lãnh đạo cả hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đảng bộ huyện Đất Đỏ xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện có 25 chi đảng bộ trực thuộc, 2.531 đảng viên, chiếm 3,1% dân số. Đặc biệt, đã phát triển 25 đảng viên tôn giáo, phát triển thêm một đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước. Theo nghị quyết đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa 11, cả 3 chỉ tiêu quan trọng về công tác xây dựng đảng đều đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh thành quả tốt đẹp, kinh tế xã hội huyện Đất Đỏ vẫn còn không ít tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020, như sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch chưa phát triển tương xứng tiềm năng. Cơ chế chính sách về đất đai còn nhiều vướng mắc. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội trong năm cuối nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp một số khó khăn, thách thức, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11 đề ra. Tốc độ tăng trưởng khá, kinh tế phát triển đúng hướng, các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên. Đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng bộ máy chính trị tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ, nâng cao niềm tin và chất lượng cuộc sống của nhân dân, phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Tham dự đại hội đảng bộ huyện Đất Đỏ, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu chúc mừng những thành quả mà đảng bộ huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề nghị đảng bộ huyện Đất Đỏ ở nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng chi tiết cụ thể hóa hơn nữa các giải pháp để triển khai hiệu quả mục tiêu đưa Đất Đỏ trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, trở thành vùng quê đáng sống. Tôi mong rằng cấp ủy mới nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm cao, khẩn trương vào cuộc rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, triển khai các giải pháp cụ thể khả thi để thực hiện mục tiêu kép trong các tháng còn lại của năm 2020. Đó là vừa chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần 4 tại chỗ, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, hoàn thành kế hoạch đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cho nhân dân. Ban chấp hành đảng bộ huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu tại đại hội gồm 36 thành viên. Và trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành đảng bộ huyện Đất Đỏ đã bầu 10 thành viên thường vụ. Bầu ông Lê Văn Hòa giữ chức vụ bí thư huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 8. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, dự báo có thể sẽ xảy ra tình trạng lợi dụng dịch bệnh và những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch mà các đối tượng trà trộn vào khu vực thi khó phát hiện, nên công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi càng được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xung quanh vấn đề đảm bảo an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị theo dõi. Xin chào bà, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Thì trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xin bà cho biết về công tác đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi tại Bà Rịa Vũng Tàu. Một điểm mới trong cái kỳ thi lần này đó là cái lực lượng công an tỉnh sẽ bảo vệ ngay từ cái vòng 1, đó là cái vòng in sao đề thi. Trước đây đó thì công an tỉnh chỉ làm cái nhiệm vụ là bảo vệ từ vòng 2 là cái vòng ngoài và cái vòng 3. Như vậy thì năm nay đó thì lực lượng công an tỉnh sẽ tổ chức là bảo vệ giám sát 3 cái vòng độc lập đối với cái hội đồng in sao đề thi. Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo triển khai các cái phương tiện thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ cho cái công tác kiểm tra giám sát toàn bộ cái khu vực rồi cái phòng mà in sao đề thi cũng như là các cái thiết bị in sao đề rồi người vật đưa vào cái khu vực này, và công an tỉnh cũng bố trí cái lực lượng là tham gia giám sát đảm bảo an ninh an toàn 24/24 ở các cái điểm thi.
Và mỗi một điểm thi như vậy đó thì công an các địa phương phải cử là 3 cán bộ chiến sĩ để làm cái nhiệm vụ là bảo vệ bên trong khu vực thi. Đồng thời thì công an tỉnh cũng yêu cầu công an các địa phương là có cái kế hoạch, có phương án bố trí lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự cũng như là công an các xã, phường, thị trấn là đảm bảo an ninh trật tự cho các cái khu vực thi. Thuộc danh mục bí mật nhà nước dạng tối mật thì bà cho biết là công tác vận chuyển đề thi đảm bảo an ninh, đặc biệt là vận chuyển đề thi ra huyện Côn Đảo sẽ được công an tỉnh tiến hành như thế nào? Để chủ động cho công tác đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển đề thi và các cái bài thi thì công an tỉnh cũng đã giao cho công an các địa phương bố trí cái xe. Thì 8 địa phương thì chúng ta bố trí là 9 xe của lực lượng công an để vận chuyển đề thi và bài thi. Và đồng thời các xe này đó thì cũng bố trí mỗi một xe như vậy là 2 cán bộ chiến sĩ cùng với các cái công cụ hỗ trợ để tham gia tổ nhận giao đề thi từ cái hội đồng thi và đến các cái điểm thi và chuyển giao cái bài thi từ các cái điểm thi về cái hội đồng chấm thi. Riêng đối với cái việc vận chuyển bài thi và đề thi ra Côn Đảo thì công an tỉnh đã cử một cán bộ chiến sĩ ở phòng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo là trực tiếp là đưa cái đề thi ra cái hội đồng ở Côn Đảo và ngược lại thì cũng chuyển cái bài thi từ thi về sân bay. Thì trong cái quá trình sau khi nhận đề thi đó thì phải bảo vệ 24/24 cho đến khi mà kết thúc điểm thi. Thưa bà, ngoài những cái biện pháp nêu trên thì để chống gian lận trong quá trình diễn ra kỳ thi thì công an tỉnh sẽ triển khai biện pháp như thế nào? Công an tỉnh cũng đã hướng dẫn rồi quán triệt cho số cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ kỳ thi những cái kỹ năng quan sát để phát hiện những cái trường hợp mà sử dụng cái công nghệ cao đưa vào phòng thi để là gian lận trong các kỳ thi cũng như là các cái trường hợp là thi thơi, thi hộ hoặc là thi kèm. Ngoài ra thì công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng là tập trung rà soát rồi nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các cái cơ sở photocopy cũng như các cái đối tượng mà có cái hành vi buôn bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích là gian lận trong cái thi cử. Các cái đối tượng bán đề giả rồi tung tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Xin cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rạng sáng 8 tháng 8, nghĩa là chỉ còn một ngày nữa, tỉnh sẽ tiếp nhận 343 công dân từ nước ngoài trở về. Các công dân trở về đều được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, huyện Hồng Điền. Đây cũng là cơ sở cách ly tập trung không thu phí thứ tư của tỉnh và lần đầu tiên đưa vào sử dụng. Để phục vụ cách ly đúng quy định đối với công dân từ nước ngoài trở về, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt đã được Trung đoàn Minh Đạm phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền triển khai chu đáo. Ngay sau khi có kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc sử dụng doanh trại của Trung đoàn Minh Đạm làm khu cách ly y tế tập trung, Trung đoàn đã sắp xếp bố trí gần 150 cán bộ chiến sĩ di chuyển đến lưu trú tạm thời tại đại đội trinh sát, đóng quân trên địa bàn xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa và bàn giao doanh trại cho Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh làm cơ sở cách ly y tế. Chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp. Trong đấy thì chúng tôi đã khẩn trương xây dựng cái kế hoạch. Thứ hai nữa thì thống nhất các phương án để tổ chức là sao nó nhanh nhất, cũng như là bảo đảm được tất cả các hoạt động của đơn vị như là hoạt động huấn luyện, hoạt động sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động khác của đơn vị tại nơi ở mới. Chúng tôi xác định cái nhiệm vụ mà đón đồng bào về cách ly tại đơn vị đó là một trong những cái nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ cho việc cách ly tập trung được Trung đoàn Minh Đạm phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền thực hiện từ ngày 1 tháng 8. Cơ sở phân thành 3 khu, khu tiếp nhận sàng lọc, khu cách ly, khu dành cho các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19. Với khu ở cách ly có 9 phòng lớn, mỗi phòng bố trí từ 30 đến 35 giường. Khu dành cho trường hợp nghi ngờ có 5 phòng, mỗi phòng kê từ 2 đến 4 giường. Chúng tôi sẽ phục vụ bà con với tinh thần trách nhiệm là cao nhất. Chúng tôi mong muốn rằng bà con khi được tham gia cách ly tại đơn vị ở cơ sở chúng tôi quản lý, bà con bằng cái sự trách nhiệm và cái nghĩa vụ và đặc biệt là cái ý thức tự giác của bà con
cộng với lại cái sự nỗ lực của chúng tôi sẽ góp phần cho cái việc cách ly này trong cái thời gian là bảo đảm cho bà con là được cái tốt nhất. Em tham gia công tác là do nhiệm vụ cấp trên và em muốn mọi người thấy được là tình yêu thương của chiến sĩ, những người dân. Em mong là mọi người dân ở đây chấp hành tuân thủ theo quy tắc cách ly. Dạ, mong muốn lớn nhất của em là bà con về đây cùng nhau cách ly vui vẻ, cùng chấp hành nghiêm các quy định cách ly, cùng chung tay góp sức phòng chống dịch COVID. Trước đây, cán bộ chiến sĩ trung đoàn Minh Đạm sử dụng nước giếng bơm cho sinh hoạt hàng ngày. Để công dân cách ly thoải mái hơn, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh cũng đã vận hành hệ thống nước máy. Đường truyền Internet được lắp đặt. Các đồ dùng cá nhân như mền, mùng, gối cũng được bố trí sẵn sàng tại các phòng. Khi cơ sở cách ly tập trung, trung đoàn Minh Đạm chính thức tiếp nhận công dân cách ly sẽ có khoảng 30 cán bộ chiến sĩ gồm quân sự, công an, y tế thường xuyên phục vụ trong suốt 14 ngày tại đây. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu kiểm tra công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở các cơ sở lưu trú tại thành phố Vũng Tàu. Việc kiểm tra này nhằm mục đích ra soát thống kê về công tác xuất nhập cảnh và người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch, đồng thời chấn chỉnh phát hiện những sơ hở thiếu sót trong quá trình thực hiện khai báo tạm trú của người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn. Đội quản lý cư trú người nước ngoài và kiểm tra xuất nhập cảnh, phòng quản lý người xuất cảnh đã kiểm tra một số cơ sở lưu trú tại phường Thắng Tam và phường 2 thành phố Vũng Tàu về công tác khai báo, đăng ký tạm trú cho các khách là người nước ngoài. Qua kiểm tra, 100% cơ sở lưu trú đã kê khai, đăng ký khai báo đầy đủ tạm trú cho các khách là chuyên gia, khách du lịch lưu trú tại cơ sở qua hệ thống đăng ký tạm trú trên nền Internet, đảm bảo đúng quy định. Thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã chuyển đến quý vị trong chương trình thời sự tối ngày 16 tháng 7 về vụ việc khoảng 100 bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi với các triệu chứng như là đau quặn bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần do ngộ độc thực phẩm. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại các nhà hàng nơi những bệnh nhân này đã dùng bữa để kiểm nghiệm. Hôm nay 6 tháng 8, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đã có thông tin chính thức về nguyên nhân gây nên vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt này. Khoảng 100 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi ngày 16 tháng 7, nằm trong số 600 cán bộ công nhân viên thuộc các đại lý của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, viết tắt là VFC, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, tham dự hội nghị khách hàng được công ty tổ chức tại thành phố Vũng Tàu. Ngày 15 tháng 7, đoàn đã ăn sáng tại các khách sạn Ibis Style, khách sạn Malibu Beach, khách sạn New Quay, ăn trưa tại nhà hàng hải sản Lâm Đường, ăn xế tại nhà hàng Sao Biển thuộc công ty du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ăn tối tại trung tâm hội nghị Hebra Palace. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để kiểm nghiệm điều tra. Kết quả, trong tổng số 18 mẫu thực phẩm được lấy từ các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống mà cán bộ công nhân viên thuộc VFC đã sử dụng, mẫu thực phẩm tôm nướng của nhà hàng Sao Biển, khu du lịch Biển Đông, nhiễm khuẩn Staphylococcus aureus, tức vi khuẩn tụ cầu, có ngoại độc tố rất mạnh, là nguyên nhân gây nên ngộ độc thực phẩm cho 99 thực khách trên. Biên bản kiểm tra và toàn bộ hồ sơ của vụ ngộ độc thực phẩm đã được Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm bàn giao cho Phòng Công tác Thanh tra Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tiếp tục xử lý. Thưa quý vị, qua phản ánh của người dân đến đường dây nóng thời sự BRT về tăng giá khẩu trang y tế và chúng tôi đã kết nối với ngành chức năng. Đến sáng nay 6 tháng 8, đội quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà thuốc tư nhân Hằng ở số 40A đường Phước Thắng, phường 12 thành phố Vũng Tàu. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên theo đoàn kiểm tra. Đường dây nóng của thời sự BRT nhận được phản ánh của người dân về việc nhà thuốc tư nhân Hằng bán khẩu trang với giá 20.000 đồng 10 cái, tương đương 100.000 đồng hộp 50 cái. Giá bán này cao hơn thời điểm bình thường khi dịch COVID-19 chưa bùng phát mạnh như hiện nay. Kiểm tra của đội quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng nay 6 tháng 8 cho thấy, chủ nhà thuốc là bà Nguyễn Thị Bích Yến đã xuất trình với đoàn một số giấy tờ theo yêu cầu như
giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đạt chuẩn thực hành tốt nhà thuốc. Tuy nhiên, chủ nhà thuốc chưa xuất trình được chứng chỉ hành nghề dược của bản thân. Nhà thuốc bán khẩu trang y tế người lớn và trẻ em với các nhãn hiệu như Fresh Air, Hoan An Pharma. Khẩu trang được đóng gói 10 cái một túi đối với loại người lớn với giá niêm yết là 25.000 đồng, 12 cái một túi đối với khẩu trang trẻ em với giá là 20.000 đồng. Trên mỗi sản phẩm đều không có nhãn hàng, không có căn cứ xác định được nơi sản xuất, xuất xứ hàng hóa. Chủ nhà thuốc cũng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ hàng khẩu trang y tế. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang, đồng thời mời chủ nhà thuốc đến đội quản lý thị trường số 2 làm việc vào ngày 7 tháng 8. Đoàn cũng yêu cầu chủ nhà thuốc cam kết không tăng giá, găm hàng đối với các mặt hàng là thiết bị vật tư y tế. Đúng là qua kiểm tra thì quầy thuốc của tôi còn một số thiếu sót và giấy tờ chưa đáp ứng được với đoàn. Thì qua sau kiểm tra thì tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ và bổ sung đầy đủ cái giấy tờ cho nó hoàn chỉnh hơn. Tôi cam kết là sẽ bán đúng giá. Lãnh đạo đội quản lý thị trường số 2 cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra và xác minh thông tin các cửa hàng kinh doanh, thiết bị vật tư y tế. Nếu các điểm bán quầy thuốc nào vi phạm, ngành chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định hiện hành, như rút giấy phép kinh doanh, buộc đóng cửa và xem xét trách nhiệm của dược sĩ đứng tên quầy thuốc. Thưa quý vị, trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và mọi sinh hoạt đời sống xã hội, trong khi cả nước đang phải dùng mọi sức lực vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất, không để đứt gãy nền kinh tế, không để cuộc sống bị phá dở, và đặc biệt là trong khi những lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm gồng mình bảo vệ sự sống cho người bệnh, cho tất cả mọi người, thì những hành vi trục lợi cá nhân lúc này ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh, không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là tội ác. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đều bị nghiêm trị và có thể bị xem xét xử lý hình sự. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm và cũng xin được trân trọng cảm ơn sự kết nối, xử lý kịp thời của các cơ quan chức năng. Phần cuối chương trình thời sự là cập nhật diễn biến dịch COVID-19. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao những ngày qua, nhất là trong 3 ngày qua, luôn có từ 22 đến hơn 40 ca được ghi nhận mỗi ngày. Dịch cũng đã lan ra 11 tỉnh thành phố trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, dù số ca bệnh hàng ngày đang gia tăng, nhưng đánh giá toàn diện thì đỉnh dịch vẫn phải dự trù trong vòng 10 ngày tới. Vì thế, trong ít ngày tới đây, số ca dương tính có thể sẽ tăng lên, nên tuyệt đối chúng ta không quá hoang mang và càng không được chủ quan. Hôm qua 5 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 43 ca nhiễm COVID-19. Hôm nay 6 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm 34 ca nhiễm COVID-19. Trong đó 31 ca đều liên quan đến ổ dịch thành phố Đà Nẵng. 3 ca còn lại ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đều là thuyền viên tàu Gastesiana, được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không lây nhiễm trong cộng đồng. Hôm nay, Bộ Y tế cũng công bố có thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19. Đây là những bệnh nhân cao tuổi. Một bệnh nhân có bệnh lý nền là suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Một bệnh nhân có tiền sử đa u tủy tương bào ác tính và đái tháo đường. Như vậy, đến thời điểm này, cả nước có 10 ca tử vong có liên quan đến COVID-19. Hiện tổng số ca bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 747 ca, trong đó có 392 ca điều trị khỏi, 31 bệnh nhân có từ 1 đến 2 lần xét nghiệm âm tính cho virus SARS-CoV-2, 30 bệnh nhân trong tình trạng nặng và rất nặng. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận 36 trường hợp nhiễm COVID-19, đều là những trường hợp trở về từ nước ngoài và được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đã có 8 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi và ra viện. Hiện còn 28 ca bệnh đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Sức khỏe của các ca bệnh ổn định, một số ít có biểu hiện ho, sốt nhẹ. Một trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm. Hai trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đang được theo dõi tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Hôm nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thêm 26 trường hợp cách ly y tế tập trung. Hiện số cách ly tập trung tại Bà Rịa Vũng Tàu là 301 trường hợp. Đây là những trường hợp trở về từ nước ngoài, các chuyên gia quay trở lại tỉnh làm việc và những trường hợp có liên quan đến các ca bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Sức khỏe của các trường hợp cách ly tập trung đều bình thường.
Thưa quý vị, trong bối cảnh đã có gần 19 triệu người trên thế giới mắc COVID-19, hơn 711.000 trường hợp tử vong, các nước đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tại châu Âu, do lo ngại làn sóng dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh trong kỳ nghỉ hè này. Chính phủ Ba Lan cho biết cảnh sát sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra tại các cửa hàng và tiệc cưới, phạt tiền nặng hơn nếu vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Thủ đô Amsterdam và cảng Rotterdam của Hà Lan cùng một số thành phố của Pháp như Toulouse đã quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những khu vực đông đúc. Trong khi đó, Hy Lạp, Scotland, Bỉ cũng áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt do dịch bệnh lan nhanh đáng lo ngại. Còn tại Brazil, tòa án tối cao liên bang đã quyết định không cho phép cảnh sát xâm nhập vào các khu ổ chuột ở bang Rio de Janeiro khi vẫn còn dịch bệnh. Tại châu Á, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và chỉ thị hỗ trợ đặc biệt cho thành phố Kaesong, địa phương đang bị phong tỏa do những quan ngại về dịch bệnh COVID-19. Tính đến sáng nay 6 tháng 8, vụ nổ hóa chất tại cảng Beirut của Liban đã khiến ít nhất 135 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương, đẩy 300.000 người vào hoàn cảnh vô gia cư, với thiệt hại ước tính có thể lên tới 15 tỷ đô la Mỹ. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ là do bất cẩn và hiện nhiều quan chức quản lý cảng Beirut đã bị bắt để truy cứu trách nhiệm. Nhiều nước đã gửi đội cứu hộ và hàng viện trợ tới Liban. Hoạt động tưởng niệm để chia buồn với người dân Liban cũng diễn ra ở nhiều nơi. Tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp đã tắt đèn trong một giờ để tưởng niệm nạn nhân vụ nổ ở Beirut của Liban. Ở bên ngoài nhà thờ Sacre, người dân cũng đã tập trung thắp nến và dành phút mặc niệm để chia buồn với người dân Liban. Trong khi đó, tòa nhà City Hall 13 tầng ở quảng trường Rabin ở thủ đô Tel Aviv của Israel cũng được chiếu sáng với màu sắc quốc kỳ Liban. Người dân Israel cũng tập trung thắp nến để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ nổ. Ngay sau vụ nổ, chính phủ Liban đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần tại Beirut và quốc tang trong 3 ngày. Nhiều quốc gia cũng như tổ chức quốc tế đã tuyên bố gửi đội cứu trợ và hàng viện trợ nhân đạo tới Liban. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 6 tháng 8. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên từ ngày 7 tháng 8, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Mưa tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Một số nơi khu vực thuộc phía Bắc của tỉnh khả năng có mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Ban ngày trời nắng gián đoạn nhưng vẫn gây cảm giác oi bức vào thời điểm trưa chiều. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 96%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 86%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo duy trì thời tiết xấu, đêm nay và ngày mai trên vùng biển này có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có thể xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn dông có gió giật cấp 6, biển động, cấp độ rủi ro do thiên tai, cấp 1. Tại Vũng Tàu ngày 7 tháng 8 năm 2020, mực nước cao nhất 340 cm xuất hiện lúc 15 giờ, thấp nhất 70 cm xuất hiện lúc 22 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.